Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Leco Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày mới tốt lành. Và trở lại với clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu đến anh em một bộ ghép để nghe nhạc vàng bolero. Đó là âm ly Sansui Receiver 881 và cặp loa đến từ hãng Yensen LS5 330. Thì trước tiên thì Khôi có hai cái lý do để muốn chia sẻ đến anh em. Thứ nhất là Khôi ghép cái bộ này là theo lời đồn, tại vì bây giờ mình chưa ghép, mình ghép với âm ly Fisher, rồi mình đa phần là Khôi ghép với các dòng âm ly Mỹ nha. Nhưng mà hôm nay thì Khôi đọc được các cái comment ở trên các cái diễn đàn, trên cái Facebook, trên YouTube mà những người chơi họ nói ghép với các dòng âm ly receiver rất là hay. Thì trong đó có một số anh em là chỉ đích danh là con âm ly 2000X, nhưng mà Khôi không có 2000X thì Khôi ghép với con 881. Thì với vì mình có sẵn, và thứ hai nữa thì cái con 881 này thì Khôi đánh giá là nó hay hơn cái con 2000X, vì cái tiếng bass của con này nó lên tốt hơn, và thứ hai nữa là chỉnh được ba dạng, chỉnh được mid bass thì tí Khôi sẽ quay sau. Rồi thì Khôi đã thử rồi, và cá nhân của Khôi đúng đã ghép theo lời đồn, nó hay thật nha. Nói chung là người đi trước có kinh nghiệm thì truyền cho người đi sau, đó là một cái thêm một cái bài học, thêm một kinh nghiệm rất là hay. Thì Khôi rất là cảm ơn những cái ý kiến của tất cả anh em. Thì hôm nay Khôi ghép thì hai món hàng này Khôi cũng có những cái clip review giới thiệu sản phẩm cũng như báo giá. Và vừa rồi, thứ bảy vừa rồi, cuối tuần vừa rồi á, thì Khôi cả lên sóng 7 cặp loa, và Khôi có chương trình giảm giá cặp loa này 1 triệu, còn này là 15 triệu nha. Thì cũng có nhiều ý kiến, nhiều anh em cũng so sánh là mới thấy anh kia bán 13 triệu 8 rồi gì gì đó. Thì Khôi cũng xin chia sẻ em là mình đừng so sánh với những cặp loa đã bán rồi hoặc những cặp loa khách bỏ cọc này. Thì Khôi cũng anh khách gửi cho mình đường link, thì Khôi cũng vào xem, thì Khôi cũng nghe thấy rõ ràng là lần thứ nhất là giảm giá, lần thứ hai là khách bỏ cọc từ 16 triệu xuống 15 triệu, và từ 15 triệu rồi khách cọc bỏ cọc, thì mình đừng so sánh với cái mức giá đó này nha. Đó là mình chia sẻ thật sự về một món hàng, mình nói thực tế về giá trị món hàng nó là như vậy, nên nó không thể có cái giá đó nếu mà khách không bỏ cọc nha. Thì cũng có nhiều lần á, Khôi bán hàng mà khách cọc thì không mua, thì Khôi cũng sẵn sàng giảm lại, thì đó là một cái điều may mắn thôi, một cái duyên thôi, để mình mua được cái giá tốt nha. Còn lại thì nó phải đúng với giá trị thực của nó nha. Rồi thì nói riêng về cặp loa này sẽ đánh được bolero nè nha. Vì sao? Vì cái cụ đây là cụ từ tròn, tiếng bass sâu và mềm, còn với đó là hai cái loa mic và một cái chép này cũng gọi là chép đôm, nhưng mà đôm này đôm đặc biệt của Yensen, đôm cao cấp, anh em nhìn thì nó sẽ biết, chứ không phải là Khôi muốn nói nó cao cấp là cao cấp nha. Rồi cặp loa thì thùng nó to nên nó đánh sâu và mềm, đó là điều hiển nhiên, anh em chơi thì sẽ rõ. Còn con 881 đây là một con ampli thuộc về sưu tầm, anh em, nó đẹp và bảy màu luôn nha. Bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần anh em cùng xem. Thì để khỏi mất thời gian thì Khôi đã tháo cái vỏ ra rồi nè. Đó, rất đẹp luôn, vỏ rất đẹp. Đây mình nhìn bên ngoài này, đây cái vỏ này không qua xỉ ba túc tác như này. Đó, nó nguyên bản của nó là như vậy. Ốc vít của nó thì Khôi đã tháo sẵn rồi. Đây anh em nhìn vào cái đồ đẹp của nó này. Đó, nó phải đẹp như thế này thì nó không có bị chảy xước nha, cần kết không bị chảy xước thì nó mới là sâu tầm. Đó, kể cả cái viền này anh em để ý này, những con bờ á thì nó đen xì luôn, còn con này nó trắng tinh luôn nha, trắng tinh luôn, đó là phân biệt. Rồi ruột gan đây nè, đây là ruột gan gọi là 7 màu 8 màu đây nè. Đó, không có, thậm chí bên trong mình chưa chùi luôn em nha. Này còn dơ này, còn dơ này. Nhưng mà những cái món hàng mà đấu Nhật về như thế này thì đó tuyển chọn là đẹp. Đánh 3 cặp loa anh em, chạy sò xanh ken nha. Đời này phải đời xanh ken và chạy công suất là 100W, một kênh gọi là 300W đó nha. Đây, dắt là thậm chí chưa sử dụng luôn nè, mình nhìn kỹ là chưa dắt, chưa sử dụng. Rồi ok, 4 dòng điện nè, muốn sử dụng dòng nào có chuyển cho dòng đó. Rồi, máy là ok, tuyệt vời, đẹp. Thì con âm ly sẽ có mức giá là 16.500. Anh em mua cả bộ nè thì có sẽ fit một món 500 nha. Fit một món 500 nếu anh mua cả bộ và chuyển khoản đủ. À, còn nếu như mà mua từng món thì cái cặp loa là 15 triệu, còn con âm ly thì nó sẽ là 16.500. Thì nói về cặp loa anh em, chưa bung ốc luôn nha. Gân này là bên Tây thay này, Tây họ thay sẵn này, nên nó có giá trị nữa.
thì cái gân này tay xay nó mềm và nó có cái độ bền. Còn khi mình thấy ở Việt Nam thì mình sẽ không được như gân tây thôi. Vì rồi đây em, chép này này nó phải nguyên như thế này, chưa có bung cái nắp ra nha. À, chưa bung nắp ra thì nó mới đảm bảo được zin. Còn mà nếu như mà bung ra thì nó có nhiều lý do, anh em phải kiểm tra thực tế là tại sao bung ha. Rồi mình không đụng chạm ai nhưng mà nói rõ như vậy, đó là nguyên tắc. Thùng bát đẹp, vuông vức ha, bát đẹp, bát cũng tròn nên là đánh boro là ok luôn. Đó, đây anh em cùng xem. Đít mông là không bể nợ nha anh em, đó, không bể nợ. Đó, thấy đẹp không? Đó, anh em nhìn tuyệt vời ha. Đó, rồi bên này cũng vậy nè, thì mọi thứ là đây, quay cho anh em cùng xem. Nó hơi cấn nè, nhưng mà nó đẹp, đẹp xuất thần luôn ha. Đó, lưỡi e căng đồ còn tem luôn anh em nha. Đó, đây tem này. Tem dân xem lưỡi e căng zin, không không có bị chảy xước gì, không có bị rạn nứt gì nha. Em cùng xem này. Rồi ok, đó đó là về cái hình thức của nó là đẹp xuất sắc tuyệt vời, không còn gì để bàn để lo. Thì mức giá thì cũng đã báo rồi, thì 16.500 và 15 triệu. Nếu mà anh em mua cả bộ thì Khôi sẽ fit cho anh em một thứ 500 khi anh em chuyển khoản đúng. Còn nếu mua từng món thì Khôi không bao ship nha. À, âm ly như thường lệ là chuyển khoản đúng thì bao ship. Rồi cảm ơn tất cả đã xem clip và ủng hộ cho Lê Khoa Radio, thì Khôi cũng xin phép là tạm dừng luôn cái phần giới thiệu rồi tư vấn ở đây. Mình sẽ chuyển sang cái phần test chất âm và kết thúc clip. Cảm ơn tất cả, chúc mọi người sẽ lựa chọn được món hàng ưng ý.
quên rồi chuyện